mới ghe sao? Ủa, cô Lan. À, chào anh Tư. À, cô chờ đò hả? À, thôi cô xuống đi để tôi đưa cô về giùm. À, vậy làm phiền anh Tư nha. À, xuống cẩn thận cho chừng té đó cô Lành. Rồi rồi ngồi xuống. À, cô Lành nè. Dạ. Sao từ đó giờ tôi thấy cô sống của mình hơn vậy cô Lành? Trời, còn má tôi nữa làm chi? Không phải, ý của tôi á là sao cô không chịu lấy chồng đi để có người chăm sóc rồi đưa đón cô giống như tôi đưa cô vậy nè. Anh Tư giỡn hoài, tôi tàn tật như vậy mà 30 tuổi nữa ai thèm thương chứ. Có đó, tôi nè. Thôi nha, đừng có ỷ cho tôi có gian ghe còn muốn nói gì nói nha. Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi đó. Tôi nói thiệt đó cô Lành, tôi thương cô Lành lâu lắm rồi mà. Anh đừng có nói gì nữa hết á. Cô Lành tin tôi đi cô Lành. Cô Lành, anh đừng nói nha, tắt ghe cho tôi. Cô Lành, cô Lành, cô Lành, cô Lành. Thấy rồi đó, tôi cũng có hơn gì cô đâu, tàn tật như vậy ai mà thèm thương thèm để ý hả cô Lành? Có tôi nè. Đang có vừa rồi là phần dự thi tiểu phẩm của thí sinh Lê Thanh Bước, số báo danh 01.